Chiều 5 tháng 9, lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc người đàn ông rút vật giống súng ra dọa bắn người đi đường khi tham gia giao thông. Trưa cùng ngày, mạng xã hội xôn xao hình ảnh người đàn ông đi ô tô rút một vật giống súng đe dọa người đi đường. Theo nội dung bài viết, vụ việc xảy ra tại khu vực Cầu Ngà, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm xảy ra vụ việc, do giao thông đông đúc, đường hẹp, tài xế ô tô 7 chỗ màu đen mang biển kiểm soát 99A30630 xin vượt không được nên xuống xe, rút một vật giống súng quân dụng ra đe dọa tài xế chiếc xe không cho vượt. Sau đó người này nhanh chóng quay lại xe ô tô rời đi. Theo hình ảnh trong đoạn clip, người đàn ông có hành vi manh động trên là một người đàn ông trung tuổi ăn mặc lịch sự. Đoạn clip sau khi được đăng tải khiến cộng đồng bức xúc trước thái độ nóng nảy và hành vi manh động của tài xế ô tô. Nhiều người yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc truy tìm người đàn ông này để xử lý nghiêm.